Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều nay Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến đã đến thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Bình Chánh. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến và các chiến sĩ tình nguyện đã đến thăm hỏi, động viên, gửi lời chúc sức khỏe và trao quà tri ân cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Cảnh, thân nhân của liệt sĩ Phạm Văn Tốt và liệt sĩ Phạm Văn Xuân, hy sinh năm 1968. Đồng chí Trần Kim Yến cũng gửi gắm đến mẹ về những nỗ lực thực hiện các hoạt động ý nghĩa giúp ích cho bà con nhân dân huyện Bình Chánh của các chiến sĩ tình nguyện hè thời gian qua, góp phần chung vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam. Đoàn cũng đến thăm, động viên đội hình chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tại xã Bình Chánh, tham dự lễ khánh thành công trình bê tông hóa tuyến hẻm tổ 12 ấp 2 xã Quy Đức được thực hiện bởi các chiến sĩ trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao và dành nhiều lời khen các công trình mà các bạn đã thực hiện được thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ địa phương, thực hiện cải cách thủ tục hành chính cho người dân, các chương trình phòng chống đuối nước cho thiếu nhi, mang lại diện mạo mới và nâng cao đời sống của người dân tại đây.